Đấy là những cái trường hợp bị phạt đây đúng không? Đấy. Hai bạn quét bên đấy. Thế. Rõ ràng đấy. Đây là những học sinh lớp A4 đây. Cái tội đi lên lớp muộn đúng không? Hai bạn quét cầu thang cho thầy từ trên cái xuống. Đấy, em quét cái chỗ này cho thầy. Xuyến lấy hot rác, hot hết cái đống rác ở sân này đi. Vào lớp lấy cái đống rác về hot rác, hot đổ vào thùng rác. Đấy, quét bằng sạch đi thôi. Không. Tôi cho làm đây bây giờ đây việc nhẹ nhàng đấy nhá. Còn cho ra cúc vườn nữa cơ. Cái tội hôm nay vào muộn 5 phút. Cái gì? À, thích cúc vườn cái gì? Hả? À, bạn này của lớp A mấy? A3 cơ mà đúng không? À, trong cái nhóm lao động này chỉ có mỗi một bạn lớp A3 thôi đúng không? Còn lại là A4 hết. Rồi, à, bạn Lam nữa A3 chạy vào lớp lấy cái hot rác đi, khẩn chưa? Khẩn chưa? Đấy, quét tận ra ngoài đây, qua cái hè này luôn. Nào, hai ba bạn kia quét đi nào. Này... cứ quét như này thì cô Lan cô nhàn nha. Yeah. Lớp trực tuần cũng nhàn. Đấy. Lớp trực tuần là được quét cả sân này. Ừ. Đấy. Chứ mình quét thay cho lớp trực tuần chứ còn sao nữa. Nhưng mà bây giờ mình quét một tuần thôi. Còn một trường trường này trực tuần. Ở trường cấp 2 bạn em thì mới lớp quét một ít. Đây là một tuần hết. Quán hết. Đúng là nội chú từng phòng một cũng thế. Lớp mình tuần nào trực tuần đấy. Hỏi thầy Thái. Có lịch gì đây? Có